Nếu như các bạn muốn mua bán USDT một cách nhanh chóng và an toàn thì đây chắc chắn là một video các bạn cần ha. Giới thiệu các bạn về sàn AnnoTrade. Đây là một sàn dịch B2B nơi các bạn có thể dịch tiền điện tử một cách nhanh chóng, an toàn và bảo mật. Và ở thời điểm hiện tại thì AnnoTrade đang hỗ trợ các bạn giao dịch và mua bán đồng USDT ha. Và mình thấy giá nó rất là cạnh tranh các bạn. Một cái điểm đặc biệt của AnnoTrade á là các bạn chỉ cần kết nối ví và mua bán thôi các bạn, không cần phải đăng ký tài khoản một cách gườm gà như là những cái sàn khác ha. Một cái điểm của AnnoTrade là sàn không có bắt các bạn cần phải xác minh ha, hay còn gọi là KYC các bạn. Và trong video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn mở tài khoản AnnoTrade cũng như là hướng dẫn cho bạn mua bán coin trên đây nha. Và địa chỉ để các bạn truy cập vào mua bán coin ở trên AnnoTrade là trang anno.trade nha. Các bạn hãy truy cập vào đây ha. Hoặc là các bạn có thể xem ở phần mô tả như là phần bình luận đều có link mình để cho các bạn. Ở đây là một số cái thành tựu mà AnnoTrade đã đạt được, các bạn đã có hơn là 9.800 thành viên. Và con số này nó sẽ gia tăng dần trong khoảng thời gian sắp tới các bạn. Và có hơn là 1.000 giao dịch mỗi ngày. Hơn 500 đối tác kinh doanh. Có hơn là 98% giao dịch thành công nha các bạn. Và tại sao chúng ta lại chọn AnnoTrade? Cái đầu tiên đó là giao dịch ẩn danh các bạn. Các bạn không cần phải xác minh danh tính hay còn gọi là KYC. Những cái bước rất là gườm gà thì AnnoTrade không cần. Cái thứ hai nữa là tính thanh khoản cao. Và cái thứ ba đó là an toàn và nhanh chóng ha. Kết hợp giữa công nghệ blockchain, AnnoTrade thì bảo mật tối đa dịch của các bạn. Và các bạn chỉ cần liên kết với cái ví web 3 của bạn là được ha. Khi các bạn tham gia dịch ở trên AnnoTrade á là mình không sợ rủi ro ha. Và đây là một số các biện pháp sàn bảo vệ người dùng ha. Cái đầu tiên đó là sàn giao dịch phi tập trung. Phi tập trung hay còn gọi là sàn DEX các bạn, tức là sàn họ sẽ không có nắm giữ tài sản của bạn ha. Các bạn không cần phải nạp tiền vào sàn. Các bạn chỉ cần giữ tiền ở trong ví thôi và mình mua bán giao dịch trên ví của mình luôn nha. Cái thứ hai đó là miễn phí giao dịch ha. Sàn sẽ không có lấy bất kỳ phí nào của người mua cũng như là người bán nha, cho nên là giá sẽ được tốt nhất so với các sàn khác ha, bởi vì là mình không có mất phí trong mua và bán nha. Đặc biệt nữa là có cái chương trình hỗ trợ 24/7 ha. Các bạn có thể vào cái phần chat ở đây nè thì sẽ được nhân viên hỗ trợ ha. Các bạn có thể gửi yêu cầu ở đây nha. Cái hay của AnnoTrade đó là cái hiệu suất và tốc độ dịch nó rất là cao các bạn. AnnoTrade thì đem đến khả năng xử lý dữ liệu chính xác và tốc độ, mang lại trải nghiệm nhanh chóng mượt mà, giúp cho chúng ta có thể tiết kiệm được thời gian cũng như là hiệu suất giao dịch ha. Và cuối cùng đó là đối tác tin cậy. Tất cả các đối tác trên hệ thống đều được xác minh kỹ lưỡng, đảm bảo một môi trường dịch an toàn và tin cậy ha. Tức là những người mà muốn giao dịch B2B trên đây thì AnnoTrade họ kiểm tra rất là kỹ càng ha. Đây là một cái phần hướng dẫn cho các bạn có thể đăng ký mở tài khoản dịch ở trên AnnoTrade thì đơn giản thôi. Bước đầu tiên là mình truy cập vào trang Marketplace ha. Các bạn kết nối với ví và hoàn tất đăng ký là được nha. Thì ở phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn mở tài khoản trên AnnoTrade một cách cụ thể luôn ha. Với AnnoTrade thì các bạn có thể giao dịch crypto một cách nhanh chóng mọi lúc mọi nơi, ở nơi nào mà có kết nối internet là được nha. Và không có giới hạn về địa lý ha. Ví dụ như các bạn ở Việt Nam vẫn có thể giao dịch crypto ở những cái nước khác như là Anh, Mỹ, Hàn Quốc. Và các bạn có thể theo dõi các kênh social của AnnoTrade để cập nhật những tin tức thị trường như là Facebook, Telegram và Twitter các bạn. Ở phần về chúng tôi đây là thông tin về AnnoTrade, các bạn có thể xem về thông tin về sàn nè, rồi chính sách bảo mật, rồi tầm nhìn cũng như là sứ mệnh phát triển của sàn thì được gói gọn ở trên đây ha. Một số câu hỏi thường gặp á như là sàn AnnoTrade là gì nè, rồi giao dịch trên sàn AnnoTrade thế nào, trong quá trình các bạn giao dịch mà có những cái lỗi hay gì á thì các bạn có thể khiếu nại ở đâu như thế nào, thì các bạn có thể xem phần tổng quan về những câu hỏi thường gặp dành cho người mới nha. Về cái phần giao dịch B2B á, đây là phần chính mà mình có thể mua bán coin trên đây nè. Hiện tại thì AnnoTrade đang hỗ trợ bạn mua bán USDT nha. Và các bạn có thể mua bán ở trên 3 mạng chính, đó là mạng Polygon, mạng BTC cũng như là mạng Tron nha các bạn. Ở đây thì nó chỉ có hai danh mục thôi bạn, danh mục mua và danh mục bán nha. Danh mục mua là các bạn sẽ mua coin trên đây, còn danh mục bán là các bạn sẽ bán coin trên đây ha. Các bạn có thể bán trực tiếp và mua trực tiếp trên đây luôn nha. Ở phần mua thì nó sẽ sắp xếp từ giá thấp cho tới giá cao. Giá thấp nhất là 25.925 đồng cho một đô nha. Thì mình thấy giá này nó cũng khá là ok nè. Ở cái chỗ là khả dụng và giới hạn á thì người này họ đang có là 79.000 đô nha. Và các bạn mua giới hạn là 756 triệu cho tới là 997 triệu. Thì cái mức này mua nó cũng khá là cao các bạn, cho nên là nếu các bạn muốn mua số lượng lớn thì bạn nên chọn người này để mua nha. Hoặc là các bạn có thể mua USDT thông qua mạng BTC ha các bạn. Mạng BTC thì mình thấy là nó rất là phổ biến ha. Thì đây nó cũng sắp xếp từ giá thấp cho tới giá cao nha. Thì người này á họ đang có khả dụng là 45.000 và bạn có thể mua tối thiểu là từ 852 triệu cho đến là 1 tỷ đồng nha các bạn. Ở cái mục là USDT Tron á, nó cũng sắp xếp từ giá thấp cho tới giá cao, mình thấy là mạng Tron này nó giá hơi cao nè các bạn, 26.242 đồng ha. Người này đang có khả dụng là 52.000 và bạn mua tối thiểu là từ 990 triệu cho đến là 1 tỷ ha các bạn. Hoặc là các bạn có thể làm mới các giao dịch ha, để họ sắp xếp theo là mỗi 5 giây một lần, hay là làm mới ngay ha, thì mình làm mới ngay đi ha, thì nó sẽ sắp xếp theo
giá mới ngay ha. Người nào mà có đăng ký mới á, hoặc là giá tốt nhất thì nó sẽ được ưu tiên, nó hiển thị trên đây. Hoặc là các bạn có thể sắp xếp theo giá thấp cho tới cao, hoặc là cao cho tới thấp, tùy các bạn nha. Thì mình thấy giá nó cũng không có chênh lệch nhiều các bạn, chỉ có là vài đồng thôi các bạn. Nhưng mà cái mình quan tâm á, đó là cái phần mà giới hạn mua các bạn. Nếu các bạn mua với số lượng ít á, thì bạn nên chọn những người mà giới hạn mua thấp thấp xíu nha. Thì đây nó có để nè, các bạn có thể xem thông tin những người bán ở đây ha. Mình thấy giới hạn thấp thì mình mua nha, nếu các bạn muốn mua ít. Và một cái điều đặc biệt là các bạn thấy là những cái chỉ số như là 99% hoàn tất nè, hoặc là 100% hoàn tất, thì bạn thấy là những cái giao dịch thường là nó hoàn tất rất là cao ha. Và đây là lệnh giao dịch ha, người này đang có là hơn 3.000 lệnh giao dịch nè các bạn. Ở cái mục bán thì tương tự ha, nếu các bạn muốn bán coin thì bạn sẽ vào đây bán. Thì đây các bạn cũng có thể bán theo 3 mạng chính, đó là mạng Polygon, mạng BitC cũng như là mạng Tron nha. Tất cả các mạng thì nó cũng sắp xếp theo giá là từ cao cho tới thấp ha. Bán thì chắc chắn mình sẽ chọn bán giá cao ha các bạn. Thì ở đây có người này họ đang mua với giá là 25.624 đồng. Thì mình thấy chênh lệch giữa giá mua và giá bán nó chỉ có là 300 đồng thôi, nó cũng không có đáng kể các bạn. Người này thì họ đang mua khoảng là 1.021 đô đang có ha. Thì các bạn bán cho người này cũng khá là ok nè. Mức bán tối thiểu là 99k cho đến là 299k cho một giao dịch ha, tùy theo mạng nha. Như là mạng BC thì là giá cao nhất là 25.624 đồng. Mạng Tron thì là 25.494 đồng các bạn. Rồi phần tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn mở tài khoản trên sàn AlnoTrade thì đơn giản thôi. Các bạn cũng vào phần Marketplace ha, sau đó các bạn vào liên kết ví nè. Ở đây thì mình sẽ thị phạm với cái ví MetaMask của mình ha. Đây nó hỗ trợ rất là nhiều ví Web3 ha, như là MetaMask, JustWeb, Coinbase, Binance rất là nhiều nha. Thì mình chọn ví MetaMask mình đang có nè, mình chọn vào đây. Rồi các bạn chờ cho nó xác nhận ha. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào một sign in để mình đăng ký tài khoản mới nha. Khi đăng ký xong thì nó sẽ hiển thị thông tin của bạn đây nè. Rồi thì mình vào đây để bạn cập nhật thêm thông tin nha. Khi bạn chọn vào đây thì bạn thấy là cái địa chỉ ví của mình nó hiển thị ở đây nè. Phương thức thanh toán nè, thì các bạn add tài khoản thanh toán bạn vào đây ha. Để khi nào mà các bạn bán coin á, thì người ta mới biết là các bạn có tài khoản nên ta chuyển vào ha. Các bạn nên cập nhật vào đây ha, cập nhật thì đơn giản là vào phần thêm phương thức thanh toán. Sau đó bạn sẽ nhập thông tin ngân hàng của bạn vào đây là được nha. Hiện tại thì nó hỗ trợ rất là nhiều ngân hàng để các bạn có thể chọn nha. Chọn ngân hàng nè, số thẻ nè, tên chủ tài khoản và chi nhánh ở đâu, sau đó các bạn bấm xác nhận là được nha. Ở đây mình đã add xong cái tài khoản ngân hàng của Vietcom của mình ở đây nè ha. Các bạn có thể add nhiều tài khoản ngân hàng cũng được nha. Khi mà các bạn đã add tài khoản ngân hàng rồi thì các bạn mới có thể mua bán coin trên đây nha. Cho nên là các bạn lưu ý cái phần này. Điều khoản và điều kiện thì các bạn nên đọc nha. Thông tin về sàn AlnoTrade, các bạn nên bỏ thời gian ra để đọc cái phần này ha các bạn. Để mình biết được là cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Rồi thì sau khi các bạn đã đăng ký tài khoản xong, add thẻ ngân hàng xong thì các bạn có thể vào đây để mua bán coin ha. Mua bán coin thì đơn giản thôi, vào phần mua á. Các bạn muốn mua thì bạn sẽ chọn vào mục mua ha. Ở đây á thì nó sẽ giới hạn nha, cái số tối thiểu và số tối đa các bạn lưu ý nha. Cho nên là các bạn mua thấp hơn cái số tối thiểu thì nó sẽ không bán nha các bạn. Ví dụ như mình mua là 1 triệu đi thì nó sẽ không khớp nha, bởi vì là cái số tối thiểu của nó là 756 triệu nè. Cho nên là nếu các bạn muốn mua số lượng ít á thì các bạn nên xem lại cái phần giới hạn nha. Người ta giới hạn thấp á thì mình mới mua nha các bạn. Như là người này giới hạn là 11.000 nè, mình có thể mua người này nè. Tương tự như vậy thì các bạn có thể lựa chọn mạng khác nha. Về phần bán thì nó cũng tương tự thôi, thì nó cũng sắp xếp từ cao cho tới thấp nha. Phần bán thì mình thấy là cái giới hạn nó thấp hơn nè. Ví dụ như các bạn muốn bán coin cho người này đi thì người này mua với giá là 25.624 đồng, thì mình muốn bán mình vào đây mình bán nha. Ở đây tối đa của nó là 256.000 thôi, cho nên là các bạn có thể bán cái mức giới hạn từ đây ha. Thì ví dụ các bạn muốn bán là 200.000 đi thì bạn sẽ nhập số 200.000 đây nha. Thì đó nó hiển thị là 7.8 nha các bạn. Sau đó các bạn chọn bán và chờ sàn xác nhận ha. Nhưng mà các bạn lưu ý nha, các bạn muốn bán được USDT á thì trong ví các bạn phải có USDT, và ví các bạn không có thì các bạn không bán được nha. Cho nên là muốn bán thì mình cần phải có tiền mới bán được nha các bạn, để mình chọn đúng mạng nha. Tương tự mua thì đơn giản thôi, mua thì mình sẽ nhập cái số lượng mình muốn mua và mình chuyển khoản là được nha. Để mình demo cho bạn một cái phần mua ha, mình vào đây để mình mua nè. Ở đây thì nó giới hạn là 800 triệu nha các bạn. Đó thì đây nó mới khớp lệnh nha, thì mình chọn mua ha các bạn. Mua thì nó sẽ thể hiện cái bill ở đây ha các bạn. Chuyển tiền vào cái bill và người ta xác nhận và người ta sẽ chuyển UTT vào ví của bạn nha. Bởi vì ví của bạn đã liên kết ở trên AlnoTrade cho nên là người ta đã biết cái ví của bạn rồi nha. Các bạn chỉ cần chuyển tiền đúng cho tài khoản của người này thôi và người này sẽ nhập UTT vào ví của bạn. Và bạn cũng không cần phải nạp tiền vào sàn ha. Sàn họ sẽ không có quản lý tiền mua và tiền bán của bạn. Cho nên là đây là hình thức giao dịch B2B á, tức là giao dịch giữa người với nhau ha các bạn. Ok, thì như vậy mình cũng đã giới thiệu với các bạn về sàn AlnoTrade. Đây là một sàn dịch B2B và các bạn có thể mua bán UTT một cách đơn giản, an toàn và không cần phải xác minh KYC nha. Và nếu các bạn cảm thấy cái video này hữu ích thì để lại một lượt like, một lượt share và một lượt comment để giúp cho kênh của mình phát triển hơn nhé.